Xin chào cả nhà. Cuối tuần ăn gì? Mày vô ủa không ai vô ngồi hết trơn vậy? Người đẹp đầu bếp đầu bếp đang làm gì? Ăn đi, ăn đi, anh chưa đói. Chưa đói luôn kìa. Anh đẹp trai nhất Úc Lon đây. Ôi, ăn gì đó ngon quá ta. Vô. Bữa giờ anh like hoài rồi, em cần 100 view rồi. Giờ bữa nay lên được nhiêu rồi? Quang phải cài giùm chứ.